là chết với bạn thôi. Đến lượt đi lấy vợ, tao phải cấp cứu vì cái mặt xúc sinh như mẹ. Tao vừa lói tiền, vừa là ló bằng chó chát hả? Vừa một thằng con chó chát lợi dụng tao, mi lừa dối cả mẹ mi để lợi dụng lấy tiền của tao đi nuôi người ta. Mi có phải người nữa? Thằng xấu đâu mà? Mi nhìn lại thân thân của mi đi. Mi nhìn lại, mi có ai về ai? Mi ăn nó mặc ở với ai? Ai cho mi ra đời? Ai sinh mi ra? Ai khổ vì mi, ai chết mi? Vì một thằng nghiệp chướng như mẹ, mi đối xử với tao được. Tao cưới vợ thì mi tao cứ nhờ mà đấm nương mà. Cưới xong mình thì tao chó mi ở xem thì cho mi sân sướng rồi. Chẳng mà mi đối xử với tao được. Đang chúc tết hả? Biến bố hôm nay lên đi. Mang sống một mi đi đâu á? Tao chó mi chết chết. Tao trốn mi đi đâu mi nữa? 18 tháng tiền của mi mình tao tao cũng hoàn của mi. Mi hiểu chưa? Mi hiểu chưa? Còn tao tuyên bố mi từ ngày hôm nay lột ra hết một cái xe, một cái quần, cái áo, tao sẽ chạy từng đập trả tao. Mi là ai mà chạy tận với tao? Mi đi. Tao nói với mi á, thôi mi chết sống tao giết mi cả chục. Mi đừng lại thả tao nữa. Một đứa con bất hiếu nuôi tao khổ lớn lên. Anh đi làm tháng lương đầu tiên là lo người khác, một năm trời anh lo người khác. Từ khi đấy mẹ có tiền nó về lừa mẹ cưới vợ chẳng mới cưới tao được 3 ngày. Chó đời riêng ăn chung mặc sườn. Anh cứ cho mẹ gớp nước quay là anh chửi. Anh đời bỏ đi. Anh nói mẹ có quyền nợ đâu nữa. Có người mệt với cái gì gấp. Nuôi một đứa con chừng con cô lên. Anh chứa chút thì được viên thuốc công ghi đi làm. Để ra làm tiền ăn nuôi gì khác. Mẹ làm việc thì không cần nào mà đâu. Có một thằng nghiệp chướng mấy đó. Có thằng con trái mà mình nuôi là như mi ai cũng người mà. Này khi mi thấy có được tiền thì mi phải lừa đâu. Người trong cái đời này rất nhiều của tao thì mi không ngạc thương tao đâu. Không chỉ có ai lần mẹ nhập viện để em tưởng tí chết mình đi. Mà mi cười thật. Mi lừa tao tao mua xe quả như tao khổ như tỏ nuôi bốn đi em. Mua xe là mua xe cho mi liền. Nói vậy vừa lấy cho mi liền. Mua giấy mua nhận mua vàng nữa mi đeo. Trong khi tao làm việc mi không hỏi tao một câu. Đồng tiền xương máu của mi làm đâu mà đồng mi tiếc. Còn giá mất bao nhiêu tao khổ bao nhiêu. Tao cứ quê để dẫn mắt từng mình mang từng nhỏ muối. Mà mi đối xử với tao không bằng một con chó.